khô nhỉ. Hồng tết thạch thất các bạn nhá. Hồng thạch chất chát nư mà. Này gốc to lắm bạn nhỉ. Vành trên 50 song thụ. Cái này đảo lại khó. Dán song thụ bay. Cái này chim nó sao nó không về ăn nhỉ? Có nhiều nhà có chim nó ăn hết. Có nhiều nhà để bẫy chim. Anh em nay nghỉ nhà hết à? Đây là chim đang ăn rồi, quả là chim đang ăn rồi. Úi ôi trời ạ. Đốt cháy hết. Ồ, trước cái chảo bên kia phá hết. Thế là phá hết đi mà.